Mình chào tất cả các bạn đã trở lại với kênh của mình ha. Thì bạn nào chưa đăng ký kênh hãy đăng ký kênh nha các bạn. Thì hôm nay mình làm video thì mình sẽ nói về cái tình trạng là bí hồ lô của mình các bạn mà nó không có phát triển ha, cũng như là nó bị đèo các bạn. Đây, ở đây mình có một trái bí hồ lô nó đang bị đèo nè, đó. Thì cái nguyên nhân các bạn, thì các bạn cũng đang thấy cái trái bí của mình nè, nó bị ruồi vàng chích trái nè và nó bị xì mủ luôn nè nha, đó. Thì đây là một cái nguyên nhân thứ nhất ha. Và cái nguyên nhân thứ hai nữa các bạn là khi là mình trồng bí á, mà cái lượng nước ở trên cái dây bí của mình á, là nó không đủ, là nó vẫn bị đèo nha các bạn ha. Và cái tình trạng thứ ba nữa đó là mình lấy rất là nhiều trái ở trên một cái dây bí ha. Thì những cái trái bí ngọn á, các bạn thì nó sẽ là bị đèo, còn những cái trái bí gốc á, thì nó sẽ rất là to nha. Ở đây mình có mấy trái bí gốc nè, đó, rất là to luôn. Còn này là bí ngọn nha các bạn. Thì đó là cái nguyên nhân cái trái bí của mình đó các bạn mà nó bị đèo ha. Thì cái cách khắc phục là nó như thế nào? Thì đối với cái tình trạng mà bị bọ trĩ cũng như là bị ruồi vàng chích trái các bạn, thì mình đã có làm những cái video mình chia sẻ cho các bạn rồi, các bạn có thể là xem lại vào những cái video trước của mình ha. Nhưng mà trong video này thì mình sẽ là chia sẻ lại ha. Thì đối với cái bọ trĩ các bạn thì nó được 10 ngày tuổi cho đến là 25 ngày tuổi đó, thì cái giai đoạn đó thì bí của mình á, nó rất là dễ bị ảnh hưởng từ bọ trĩ cũng như là bọ dưa, thì nó sẽ làm cho cái ngọn bí của mình á, nó sẽ bị thung ngọn và cái chất lượng quả nó rất là kém luôn, thậm chí là nó không ra quả luôn. Thì do đó thì mình có thể dùng những cái loại thuốc như sau. Một á, thì đối với cái bọ trĩ á, thì mình có thể là mình sử dụng là hàng Asen ha, hoặc là hàng Ram. Thằng Ram á, là nó là thuốc xịt về rầy, nhưng mà mình có thể là mình cộng thêm cây răng để mình xịt nó là cái con bọ dưa nè, cũng như con rầy nè, cũng như là con bọ trĩ nè, là nó chết luôn. Và mình sẽ tiết kiệm được một số cái chi phí ha. Tại vì á, cái con rầy nó cũng làm trên cái dây bí của mình đó các bạn, là nó thung ngọn nha, chứ không phải là con bọ trĩ không. Nó thì đó là cái cách mà phòng bệnh là cái con bọ trĩ ha. Còn đối với bí mà nó bị ruồi vàng chích trái như thế này, khi mà nó chích trái các bạn, nếu mà nặng á, là nó sẽ bị vàng và trái và nó rụng luôn. Còn nếu như là nhẹ thì nó sẽ là bị xì mủ nha mọi người, như thế này, và làm cho cái trái bí của mình á, là nó sẽ bị đèo và nó không có phát triển tốt được. Nó thuộc vào cái loại bí dạt nha mọi người ha. Cái giá nó rất là rẻ luôn, nó tầm khoảng đâu là 3.000 cho một ký đối với cái bí dạt đó. Thì cái cách phòng trừ các bạn cũng như là ruồi vàng chích trái thì mình có chia sẻ cho các bạn rồi. Thì các bạn có thể sử dụng là cái thuốc là Alpha Cua ha. Đó, Alpha Cua, mình sử dụng cái liều lượng là tầm là 30cc hoặc là 25cc là cái con ruồi vàng chích trái là nó đã chết rồi. Và lưu ý là mình sẽ xịt nó vào cái buổi chiều tối là nó mới hiệu quả nha các bạn ha. Còn nếu như là chúng ta xịt vào cái buổi sáng là nó không có tác dụng thuốc ha. Tại vì khi mà mình xịt tới các bạn là mình là cái con ruồi vàng chích trái của mình là nó sẽ không có trúng được thuốc. Tại vì mình mới đưa cái cần bét vô là mình xịt đó, là nó đã bay rồi. Và thậm chí là nó đã ảnh hưởng đến với những con sâu bướm nữa. Ví dụ như những con bướm mà nó đang đi thụ phấn đi, mà mình xịt là nó chết luôn. Nó rất hưởng luôn. Thì do đó mình phải xịt vào cái buổi chiều. Rồi thì đối với cái bí của mình mà nó ra ở cái giai đoạn này các bạn, mà mình muốn nó phát triển tốt nữa đó, thì mình sẽ xịt cái phân bón lá cho nó ha. Phân bón lá vi lượng đó. Thì ở đây hơn ngày hôm qua là mình đã chia sẻ cho bạn một cái loại thuốc đó là Camat ha. Thì bạn có thể là sử dụng cái loại thuốc đó các bạn xịt ha. Nó chỉ có là 32.000 cho một chai thôi, một chai 100ml, và mình sẽ xịt được hai lần, và mỗi lần xịt là 50ml cho bình 25 lít nước là chúng ta xịt là dưỡng trái trên cho nó ha. Và một tuần sau chúng ta xịt là một cái nữa là cái trái bí của mình là nó đã đạt rồi và mình không cần phải xịt nữa. Mình chủ yếu là mình phải đảm bảo được cái lượng nước cho nó. Tuy rằng á, cái bí hồ lô này các bạn là nó chịu được cái mùa nắng nha, nó không chịu được cái mùa mưa nha. Nhưng mà do đó thì, nhưng mà cái giai đoạn mà nó ra trái đó thì chúng ta cũng phải tưới nước cho nó đầy đủ. Như các bạn xem nè, đất của mình đây nè, ướt nhem luôn nha các bạn ha, lúc nào nó cũng ẩm ướt hết. Ở đây là mình tưới nó rất là ướt luôn á, tại vì nó đang ra quả mà. Thì đó là những cái nguyên nhân cũng như là cái cách khắc phục về cái bí hồ lô của mình nó bị đèo nha các bạn. Thì các bạn nào mà đang xem á, thì hãy đăng ký kênh cho mình ha, cũng như là cho mình một like để mình có động lực để mình chia sẻ cho các bạn nha. Thì mình sẽ lưu ý cho các bạn về cái phần phân nữa, mà khi á, mà mình trồng bí các bạn mà mình muốn trái nó to nó đẹp á, không phải là mình dùng cái phân bón lá không đâu, mà mình phải dưỡng gốc cho nó nữa. Cái yếu tố một á, là mình phải là bón phân gốc cho nó, cũng như là chúng ta tỉa những cái tán lá già nha. Ví dụ như những cái tán lá như vàng vàng thế này nè, chúng ta phải tỉa sạch hết, cũng như là chúng ta là phải bón gốc cho nó.
bón gốc cho nó, mình bón gốc cho nó thì mình bón một á, là mình bón cái phân hạt tím nè, hoặc là 30-10-10 nè, 16-8 nè, hoặc là 20-15 nè. Còn đối với mà dưỡng á, thì chúng ta có thể là mình xịt cái phân bón lá là 24 giờ hoặc là hàng ca mát ha. Đó. Thì nói chung là rất ở trên thị trường nó rất là nhiều luôn. Còn về cái phần là xịt sâu á, anh em hạn chế xịt những cái dòng thuốc mà dạng nhũ dầu. Nó rất có thể là nó gây nóng trên cái dây biếc của chúng ta, nó làm cái dây biếc của mình nó bị vàng lá và cháy lá nha. Đó. Thì anh em có thể là xịt những cái dòng thuốc sâu như là rề ba thông của công ty là Syngenta nè, hoặc là Vitaco nè. Đó. Còn về phần là trị bệnh xương mai, anh em có thể sử dụng là Cariotop nè, hoặc là Mad Hero nè, hoặc là Acrobat nè. Nó thì đó là những cái dòng thuốc mà nó rẻ tiền mà anh em có thể là sử dụng được ha. Đó. Thì đó là một số cơ bản về trồng bí ha. Và bây giờ mình sẽ đi quay cho các bạn những cái trái bí khác nha. Nãy giờ ngồi chia sẻ cho các bạn, trời cũng đang nắng á. Mình quay lúc buổi trưa không à. Đây nè, ở đây bí của mình các bạn, trái cũng được á. Và cái lượng trái ở trên cái dây bí của mình là thông thường nha các bạn ha, là nó từ là 8 lạng cho đến 1 kg nha các bạn. Còn nếu như là bạn nào mà lấy ít nữa thì cái lượng quả của nó là nó tầm đâu là 1 kg mấy luôn á, 1 kg rưỡi luôn á. Nhưng mà trồng bí các bạn thì các bạn là nên tìm hiểu về lái trước. Mình phải biết cái hàng lái của mình á, nó chịu cái trái bí bự hay là cái trái bí nhỏ. Nếu như mà nó chịu những cái dòng trái bí nhỏ nó tầm đâu là 5-6 lạng, 7 lạng á, thì chúng ta sẽ để là nhiều trái trên một dây ha. Thông thường á, nếu mà các bạn mà để tối đa được á, thì trên một dây bí á, thì chúng ta sẽ để là được là đâu khoảng là 5-6 trái nha. Là chúng ta sẽ lấy cái lượng bí trái nó nhỏ. Còn nếu như mà anh em lấy trái bí mà nó to đột bự á, thì anh em có thể là lấy tầm 3 trái thôi. Ở đây thì mình lấy bí nó không có trái, nó không có nhiều nha các bạn ha. Đây trái bí của mình nè, trái này thì cũng đã được là hơn 5 lạng rồi nha các bạn, và nó cũng đang ở trong cái giai đoạn nó phát triển. Thì khi bí của mình các bạn mà nó ra trái như thế này nè, anh em là chịu khó đi bấm tiêm ngọn cho nó ha, cũng như là cái dây bí nào mà nó bị bò chồng chéo lên nhau đó, anh em có thể là chỉnh dây lại cho nó. Nhớ là bấm tiêm ngọn cho nó nha, đặng cho nó tập trung mà nó nuôi quả ha. Thì thông thường cái dây bí chèo các bạn thì nó bò là từ 1,5m cho đến 2,2m ha. Và khi mà mình bấm chèo nữa các bạn thì nó vẫn là trường bò ha, nếu như là cái dây bí nó sung nha. Đó. Đây là chia sẻ cho anh em vậy. Trời nắng quá các bạn ơi, có thể mình quay một tí nữa là mình sẽ ngừng ha. Thì hôm nay là chủ yếu là chia sẻ cho bạn về cái trái bí đèo nha. Các bạn nhớ xem kênh của mình, hãy đăng ký kênh nha các bạn. Thì thời gian tới thì mình chia sẻ cho các bạn về chủ đề là trồng qua Tết. Nhưng mà song song đó thì mình vẫn là chia sẻ cho anh em về trồng bí hồ lô ha. Thì khi mà hết vụ bí hồ lô này đó thì mình cũng sẽ là trồng một số dây khác để mình tập trung để mình quay cho anh em xem cũng như là chia sẻ nha. Rồi video quay tới đây thôi nha các bạn. Mình xin được mến chào.